Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XT Mobile. Năm 2020 thì Samsung đã gây ấn tượng với người dùng smartphone bởi chiếc Galaxy A90, một mẫu máy tầm trung nhưng lại có trang bị vô cùng mạnh mẽ và đáng tiền. Và khoảng sau 2 năm rồi thì chiếc máy này có còn ngon nữa hay không? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc smartphone tại XT Mobile thì các bạn cũng có thể click vào link bên dưới phần mô tả của video này nhé. Cái điểm nổi bật đầu tiên cần phải nhắc đến trên chiếc máy này đó chính là thiết kế hai mặt kính cao cấp. Mặc dù chỉ là một mẫu máy trong phân khúc tầm trung thôi nhưng mà cả mặt trước và mặt sau của chiếc máy này đều được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass cùng với thiết kế vắt cong hai bên và liền với phần khung kim loại thì sẽ tạo thành một cái khối thống nhất, mang đến cho các bạn một cảm giác cầm nắm khá là chắc chắn và không kém gì những chiếc máy trong dòng cao cấp của nhà Samsung. Vì đã ra mắt được khoảng hơn 2 năm thế nên tổng thể thiết kế của chiếc máy này thì nó sẽ mang những cái nét đặc trưng của năm 2020. Với mặt lưng được chia làm 4 phần bất đối xứng với nhau như thế này, cùng với các cái mảng nằm vuông góc với nhau, khi ánh sáng đi qua thì nó sẽ tạo nên các hiệu ứng màu sắc rất là đặc biệt. Và với Galaxy A90 thì các bạn sẽ có hai lựa chọn màu sắc, đó chính là màu trắng xanh và màu đen. Thường thì màu trắng xanh kia nó sẽ phù hợp với các bạn nữ hơn. Còn với phiên bản màu đen này thì dành cho những bạn nào yêu thích sự basic đơn giản, nhưng mà nó sẽ khá là nhìn thấy dấu vân tay khi mà các bạn cầm nắm nhiều. Quay lại với phần màn hình trên chiếc Galaxy A90 này thì chúng ta sẽ có ở đây một kích thước lên tới là 6,7 inch và tấm nền OLED mang đến cho các bạn màu sắc rất là sống động, độ tương phản cao và độ sáng rất tốt. Phần viền hai bên cùng với viền trên của màn hình thì được làm mỏng, còn viền dưới thì sẽ hơi dày một chút. Nó đúng với cái nét đặc trưng của smartphone những năm 2020 luôn các bạn ạ. Và nó thì sẽ không hợp gu với những ai mà đã quen với cái thiết kế màn hình tràn viền hay là màn hình kiểu nốt ruồi như hiện nay. Độ phân giải của màn hình trên Galaxy A90 thì chỉ dừng lại ở Full HD cộng, không được 2K. Tuy nhiên điều này thì cũng khá là dễ hiểu thôi, bởi vì đây chỉ là một sản phẩm tầm trung nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể đòi hỏi nhiều đúng không? Tuy nhiên với những người dùng cơ bản thì sẽ không nhận thấy quá nhiều cái sự khác biệt giữa hai cái trang bị màn hình này. Mình chỉ đáng tiếc giá như là chiếc Galaxy A90 này được trang bị cái tần số quét cao hơn một chút, là khoảng 90Hz thôi, thì nó sẽ càng tăng thêm cái trải nghiệm tuyệt vời hơn đúng không? Một điều rất là quan trọng khi mà các bạn chọn mua những chiếc máy cũ đó chính là phần cấu hình. Chúng ta cũng sẽ băn khoăn rằng là với cấu hình như thế này thì có sử dụng lâu dài được hay không? Snapdragon 855 cùng với 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong thì chắc chắn chiếc Galaxy A90 này sẽ đáp ứng tốt cho các bạn có thể sử dụng hàng ngày một cách rất là mượt mà, với tốc độ vuốt chạm hay là mở app cũng rất là nhanh. Cảm giác sử dụng nó cũng không thua kém gì những chiếc Galaxy S10 hay là Galaxy Note 10 đâu. Còn để chơi game với chiếc máy này thì các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Chúng ta vẫn có thể chơi max setting với những tựa game như là Liên Quân Mobile. Từ đầu tới cuối trận thì các bạn vẫn có thể duy trì cái mức FPS rất là ổn định. Và chơi những cái tựa game bắn súng như kiểu PUBG Mobile thì vẫn đảm bảo cho các bạn chơi khá là ổn với đồ họa thấp cũng như là FPS 60. Và trong quá trình chơi game thì máy cũng khá là mát mẻ. Nói chung thì trong cái mức giá khoảng 5 triệu đồng này thì mình thấy đây là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho những bạn nào có nhu cầu chơi game nhiều. Với chiếc Galaxy A90 5G này thì chúng ta sẽ có đây một camera chính với độ phân giải là 48MP cùng độ f2.0, hỗ trợ BDAF, ống kính góc siêu rộng là 8MP với khoảng độ f2.2 và chúng ta sẽ có thêm một cảm biến đo độ sâu là 5MP. Mặc dù khả năng chụp ảnh của chiếc Galaxy A90 này thì nó không quá là xuất sắc, tuy nhiên nếu so với những thiết bị khác trong cùng phân khúc giá 5 triệu đồng thì chắc chắn là chất lượng những tấm hình của Galaxy A90 dư sức làm các bạn hài lòng, với chi tiết lên rất là ổn, màu sắc khá là nịnh mắt. Và Galaxy A90 5G cũng hỗ trợ cho chúng ta quay video 4K nhưng mà nó sẽ chỉ dừng lại ở tốc độ là 30fps/giây chứ không được 60fps. Và cảnh quay 4K thì sẽ hơi dầm một chút nếu như mà các bạn di chuyển nhiều. Nhưng như vậy là quá đủ với một chiếc máy chỉ 5 triệu đồng, chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi hơn đúng không? Và cuối cùng, mức dung lượng pin trên Galaxy A90 5G thì sẽ là 4500mAh. Đây không phải là một viên pin quá khổ với chiếc smartphone có màn hình lớn lên tới tận là 6,7 inch. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ dư sức phục vụ các bạn trong cả một ngày dài với những tác vụ cơ bản và chơi nhẹ một vài những cái tựa game khoảng 2-3 trận gì đó. Và tốc độ sạc của Galaxy A90 thì nó cũng khá là ấn tượng, với bộ sạc nhanh là 25W, các bạn sẽ mất khoảng 90 phút thì có thể sạc đầy viên pin chiếc máy này. Nói tóm gọn lại thì trong tầm giá khoảng hơn 5 triệu đồng thì Galaxy A90 5G là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nào vừa muốn chơi game lại vừa muốn có một chiếc máy đẹp để có thể sử dụng. Cụm camera ổn áp đủ để các bạn có những bức hình chi tiết sắc nét. Cùng với đó chúng ta sẽ có một mức dung lượng pin lên tới là 4500mAh, đủ để các bạn có thể sử dụng trong cả một ngày dài. Các bạn thấy sao về chiếc Galaxy A90 5G này? Thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!